Ngày 14 tháng 8 năm 2023, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người tham gia đánh tài xế xe khách tuyến Quảng Ninh-Thái Bình. 3 bị can bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm bị can Trần Văn Khe, 51 tuổi, trú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; bị can Đào Việt Long, 33 tuổi, trú tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả; bị can Nguyễn Anh Ngọc, 22 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Liên quan đến vụ việc, còn có một người 16 tuổi trú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhưng không bị khởi tố. Làm việc với cơ quan điều tra, những người này khai nhận là phụ xe khách. Thời gian vừa qua, để tranh giành công việc làm ăn, nhóm này nhiều lần chặn xe, đánh tài xế xe khách của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng Hải tại tỉnh Thái Bình. Những người này chặn đường đánh lái xe tại khu vực chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra liên tục, nhóm người có hành vi côn đồ, thậm chí còn dùng chất bẩn ném vào xe khách của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng Hải, khiến người đi đường bất an. Sau khi nhận phản ánh vụ việc, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, là giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, bắt giữ những người này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.